đến hầu cách đây mà từ sáng rồi em tìm không ra. Có bé này tên là gì nhỉ? Tự nhiên quên mất tên. À, cái gì nhỉ? Con Thi nhỉ, bà Thố. Mặt con này ngố được cái rất nhiều cả nhà. À, nó rất rất khôn. Để em gọi ra thế nào. Thi ơi! Thi ơi, anh đến đây Thi, em không ra đón anh Thi vỡ mồm. Thi ơi! Đứa nào gọi Thi đấy? Ôi, có tiếng nó thật nhỉ? Trên Thi giọng nó ngọt ngào mà ở ngoài giọng nó cứ kiểu gì ào ào. Anh đây! Anh có đứa nào? Anh là ngáo chó thang đây. Thằng trong nào đấy, anh quen em thì trên tay em không biết gì, thấy bốc không bốc một cái gì, ai người ta chơi bốc một cái gì trên Zalo mà ai người ta chơi Zalo, bây giờ người ta chơi một đề hết rồi. Ra đây anh đặt gì cháu, ông đứa nào đấy, đứa nào mà gọi ra đây, đứa nào léo nhéo đấy. Ôi sợ ôi sao giá này nhỉ. Em chào bác. Bác là gì mà Thi? Là mẹ Thi. Mẹ Thi à? Mẹ Thi. Có phải người đẻ ra Thi không? Ôi, anh Thi mẹ nó người đẻ không là một à? Hai người đều sinh ra Thi. Ô, cái thằng nào hỏi buồn cười nhỉ? Ô, thế đúng rồi. Em chào mẹ. Đúng rồi. Anh chào mẹ. À, đúng rồi. Tấn Anh. Con chào mẹ. À, vâng. Con xin giới thiệu với mẹ. À, con là bạn trai của Thi. Quen em Thi 2 ngày nay rồi. Lâu hết đấy. Còn 28 ngày nữa là đầy tháng. Ôi trời ơi. Thi đi đâu rồi? Nó đi chợ rồi. Sao lại đi chợ đêm? Ôi, đi chợ rồi. Thiên đi chợ đêm. Đây là anh Thiên đấy. Đúng rồi, đi chợ đêm rồi đi nè. Rồi. Và đến đây tìm hiểu anh Thi à? Vâng. Thế năm nay bao tuổi rồi? 4.4. 4.4 là bao nhiêu? Là 44 tuổi, mày ngu đấy. Ở nhà hay quát đứa anh gái thành ra nó con mồm. Con nợ mẹ một lời xin lỗi. Trời ơi. Đến đây tìm hiểu em Thi. Em mặc kiểu gì đây? Trời ơi, xanh một màu. Quần một màu, áo một màu. Mà người ta có một múi thôi. Người ta có 6 múi thôi. Nhưng mà ông thì mang đúng một múi đến đây ở đây nào. Hả? Con còn 6 múi. 6 múi đâu? Nhưng hôm nay đến nhà bác Tiến để em cưới em con rất năng cưới ở nhà. Chị Chí đâu em? Múi mặc đi cho nó nhẹ. Chị Chí đâu? Mẹ đi đâu em? Con gì quá? Quá đầu trẻ nhân à, ai bảo con trẻ? Nó bảo trẻ người ta bảo bao nhiêu là trẻ người ta bảo con 4 tuổi đâu? Thế à? Thế từ bao nhiêu? Thì đoán tầm 43 đấy. Bao nhiêu? Ăn mặc cái này là sao? Ai bảo không quen? Quen cái gì? Quen vòng cổ. Quen vòng cổ thế nào? Là gì? Bồ bồ. Bắt vào chơi cô này. Là gì? Là nhớ em nhiều lắm chơi mình có nhau người ơi. Bên nhau đi đến cuối con. Đấy là cái vọng cổ đấy. Vâng. Ôi trời ơi, tưởng như thế nào mà mẹ Linh. Ở làng con hát hay nhất làng. Mỗi lần con cất tiếng hát bạn con chó bên hàng xóm tắt đi luôn. Ôi trời, không thỏa. Không thỏa đây này, là con đi thì hát nhé. Có 5 người thì mà con được giải tư. Ôi trời ơi, đấy đấy quá. Rồi, con được có 2 quả dừa, 3 quả dừa, 3 quả dừa, 4 quả dứa, 4 quả dứa, 5 con trong dừa, 5 con trong dừa, 6 lọ trong dừa, dầu dừa gì? Dừa mồng. Ôi giời, hát được cho bác bạn. Mẹ muốn con hát không? Hát cái gì? Con hát bài mà con này hát mà hôm nọ giật giải tư. Ôi giời, bài gì đấy? Bài này, bài hoa. À, bài gì? Hương Ngọc Lan. À, Hương Ngọc Lan được rồi. Nghe này, Hương Ngọc Lan. Hương Ngọc Lan. Chỉ còn mùi hoa xưa. Con đang định hát bài Hương Ngọc Lan. À, nhưng khi con mở miệng ra cái, con định nghĩ mùi hoa sữa nó thơm hơn. Thế nào con hát luôn. Ôi, ông đừng hát hoa hết chữ nhất. Bây giờ ông hát cái bài hát chữ tình. Cái bài hát là ca ngợi về tình bố hay là tình cha gì đấy. Tình cha đêm hôm qua con tập suốt. Thế à? Bố con còn dậy mắng con. Ôi, tập còn sao mày mắng. Hát đâu ẩm cả đêm luôn không ngủ được. Đúng quá. Thế à? Vâng. Thế sao bây giờ hát cho ta nghe nào? Hát đi. Tình cha này. Tình cha bắt đầu. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như là mẹ đưa. Mẹ mời cô là ai cô ai rồi. Chứ mà hát về tình cha cơ mà. Sao lại cô giáo có thể hiện gì ở đây? Tình cha đấy còn gì? Sao lại tình cha đấy? Mẹ con với cô giáo cực thân với bố
bố con. Hát người hai người đấy là ra bố con rồi còn gì nữa. Đang đánh thì là đang hát đánh cháu. Mày hát cái vọng cổ nghe còn tạm được nhá. À nhưng mà này, mày đừng tưởng một mình mày biết hát vọng cổ nhá. Mày hát được không? Mày có muốn nghe mẹ đổ vào cổ không? Mẹ mà ngừng hát được chứ còn. Ờ, các bác ơi, có muốn nghe đổ vào cổ không? Hát đây nào. Sốt vàng. À, vâng rồi, sốt vàng. Điểm ơi, mang lên chú thành đô nhà xe vượt đầu. Xin đừng quên bắt đỏ ngang con sông nhỏ chút quê xưa. Em đừng gặp mày nữa, chú biết thì nó xuống nè. Mày là được, mày thì mẹ cá còn con đềm đàn. Nói chung mẹ cá thì hay, nhưng so với con thì còn non và xanh lắm. Con không những ca được vòng cổ nhá, mà con có thể đổ từ đêm nay sáng mai luôn. Sáng thật đổ luôn. Nghe đây này. Là gì đấy? Anh có anh mày quên mất. Gọi là mày đấy. Thì mẹ nhận mẹ là Lan đúng không? À, con là Điệp. Điệp nó hơn tuổi rồi nên nó tán Lan. Anh em gọi nhau mày tao làm sao mày? Đã hơn mẹ. Đang ngang hành. Mày nhìn. Bắt đầu rồi. Lan. Lên lên mày quên là gì? Là mày hát từ phía kể cả. Lan ơi, anh nào muốn giết em đâu? Con vừa chém ở kia rồi. Không phải, mình nhìn được ẩm thực vào đây. Vừa nói bích quy. À, không phải nhầm. Ai mày có chỉ số dĩ quy. Ủa dĩ quy. Dĩ quy là đánh bài đúng không? Úi giời, sâm hỏng chẳng chơi được hết. Khổ quá. Vừa bảo dĩ quy con gì? À, mày nhớ ra rồi. Cái gì? À, đây là được chỉ số gọi là chỉ số ai quy. Ai quy là cái gì? Ai quy tức là cái chỉ số oxy. Không phải. Chỉ số thông minh là IQ. Bà nói luôn là thông minh thì còn IQ. IQ thì con đã có thừa. Chỉ cho bài bật bị lừa mất xe. Con là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỗ nào bí. Con hỏi các bác khẩu trạch. Bắt đầu. Lời này câu hỏi thứ nhất này. Lúc nào trên thế giới có nhiều ăn mày nhất? Ra luôn. Trả lời luôn. Nữa nào. Ôi, không biết thì nói thì người ta trả lời cho còn lúc nào. Nữa chưa? Chịu. Nghe cái này. Nước nhiều ăn mày nhất đấy là bò ra xin. Sao này bò ra xin? Thôi đấy, cả nước nó bò ra để nó xin. Đấy là chúng nhiều ăn mày à. Rồi. Con như 1-0 nhé. Con này đố mẹ. Nước nào trên thế giới tinh tướng nhất?
5 4 3 2 1 hết giờ. À, thằng này chưa kịp hay thế thì gọi là IQ nước nào trên thế giới kinh tướng nhất? Chị thì sĩ. Sao lại thì sĩ? Bởi vì nó cứ sĩ là nó kinh tướng, đúng các bạn? Một em tâm lý được rồi. Nước nào trên thế giới không bao giờ tin được? À, 5 4 3 2 1. Khó lắm, không hỏi gì luôn, khó đấy. Chịu chưa? Chịu. Y san. Sao y san? Nó san thì em tin làm sao được nó? Sao ngu ngu đấy? Đây là bảo hay lắm. Còn a, đây này sắc ngô hoa. Ô này đố mẹ. Nước nào trên thế giới trồng ít hoa nhất? 5 4 3 2 1 hết giờ. Hỏi hết giờ chưa kịp nghĩ gì hết giờ. Hết giờ thì ông trả lời đi. Chịu chưa? Chịu. Ba Lan. Là Ba Lan. Cả nước trồng có 3 cây lan. Tức là trồng nước hoa nhất đúng các bạn. Đúng ý quỳ. Các bạn cứ thế đúng cô tay như các bạn. Đừng đùa với con. Con non mà say nắng. Thôi bây giờ con không đố. Không đố về các nước nữa, mà con đố về nước ta. Vâng. Đấy. Cái tay nó rụt vào. Biển sách nào của nước ta có nhiều đá nhất? Nào, 5 4 3 2 1. Thấy rồi. Nga Thanh. Đứng ra. Bình đây. Không đây. Không. Ui dồi. Chúng ta. Kêu. Ở đây. Ở đây. Nga Thanh như Thanh mà đá. Nga Thanh có nhiều đá cái gì nhá. Dạ nhà Nga Thanh. Đấy là các bác ở dưới này có phải biết nữa. Đấy là các bác không nhắm bài đúng không? Con này đố tiếp mẹ. Tỉnh nào của nước ta là nơi con chia tay em Yến? Mày làm sao đấy? Ra đâu con Yến ai biết được? Bây giờ mày là hỏi tỉnh nào mới chia tay nó? Thế mày khó biết. Cái gì cũng không biết. Thế là ai biết? Có biết không? Ở Thanh Hóa mà. Kêu ở Thanh Hóa. Không phải. Yên Bái. Thằng Yên Bái. Yên Bái là con bay con Yến. Cứ là chia tay nó đi. Đúng. Đừng đùa con. Thôi bây giờ này nhá. Con hỏi này. Ngày xưa đi học mẹ được mấy bài toán? 2,5. Kém con. Con bao nhiêu? 2,6. Đây này, con học trường trung học cơ sở của Nga Thành cái này. Con học con giỏi nhá, 2,6 toán. À, cô giáo cực kỳ quý vâng. Quý thế nào? Chứ 6 năm học lớp 1. Ôi xong. Ồ, hợp lý. Easy. Quang mà thương khen chút. Thế à? Con mẹ khen thế nào? Ngoan học sinh cá biệt. Khen học sinh cá biệt. Ngoan rồi. Ôi. Thế rồi. Thế mới quý, mới 6 năm mới cho đi. À, đúng rồi. Rồi, nha. Bây giờ phải làm. Mẹ có thuộc bản cửa trương không? Khó. Bài thuộc bản cửa trương mới làm được quán của con. À. Các bác đừng cứ bài thôi. Bài này chắc bài nhanh lắm. Trả lời nhanh không nghĩ. Thôi. Bởi vì đã thuộc bản cửa trương phải trả lời nhanh thôi. Không làm vua học sinh hôm nay. À. Món gì chưa nấu đã chín? 2, 3, 4, 5, 6. Nhanh. Chắc có món gì không nấu đã chín được. Có thuộc bản cửa trương không? Có. 3 x 3 là mấy? 9. Thế nó là con gì? Con gì? Con ba ba. Thế là bài thuộc bản cửa trương. À, 2,5 làm sao hay bằng 2,6 được. Bây giờ này tiếp tính nốt một bài toán nữa này, xong là thua là gọi em thi ra đây để con đưa đến nhà bác Tiến dự đám cưới. Nào, mà rồi này. Trên một chuyến xe khách, trên một chuyến xe khách đi từ Hà Nội, đi từ Hà Nội về Nga Thành. Nga Thành trên xe có 5 người. 5 người, 1, 2, 3, 4, 5. Xe đi một đoạn có hai bản xuống, hai bản lên, xe đi một đoạn. Hai ông lên, ba bản xuống, sáu đi một đoạn. Ba xuống, năm bản lên, sáu bản lên, bảy bản xuống, tám bản xuống, sáu bản lên, thế người là ba xuống, bảy bản lên. Con điên. Ba bản xuống, hai bản lên. Nào ở đây đã ăn tối, bác nào chưa ăn tối? Mày bị điên à? Đang hỏi có bao người lên xe, bao người xuống xe để hỏi có bao bác ở đây bác nào chưa ăn tối?
cười là đã tối, còn bác nào không cười là chưa tối. Chả có bác nào là bác không cười đấy cả. Bà áo đỏ là không cười đâu. À, không cười không? Thôi thôi. Không cười không? À, chưa đâu. Ông quàng khăn mẹ bế kìa. Bóng cười, bóng cười không? Đã tối đâu? Trời ơi, cả nhau. Thua rồi. Thôi, bà gọi em đi ra đây nhá. Để con đưa về Nga Thạch ra mắt cô bác nhá. Nhanh này. Bà gọi đi ra đây. Vâng. Thử thách chút từ nãy giờ mày không chịu được ấy. Lâu. Con trai có thấy tôi. Đi mẹ con em đi đấy. Nó về nước. Cứ cái công giờ. Nói đi đây. Đi đây. Ừ. Đi đùa con. Thi thật mà. Làm gì thi của con như thế này. Thi mà mặc bộ quần áo như taekwondo. Đi ra đánh nhau con à. Thi thật mà. Vừa gọi thi ra đây. Khổ quá thi thật mà. Ok. Bà đùa, bà đùa tôi không? Mày cái dù chụp chụp bà đấy. Ui giời, bà đi đùa với tôi hả? Bà có biết là tôi đi từ sáng đến giờ. Tôi loanh quanh ở đây, tôi tìm mãi. Thế cuối cùng là thế như này. Ở trên phây mặt nó khác cơ. Trên phây mặt nó bóng loáng. Chứ nó có nhàn nhán như cái bán cà phê này đâu. Đấy là người ta chụp 720 độ. À rồi rồi. Công nghệ chặt men. Không lừa người ta. Không phải lừa. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay bao nhiêu? 5.5. 5.5. 4.4. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Hơn người ta ngân đến tuổi. Nhìn thích gì đi. Có được không? Ngay từ đầu đến đây bảo người ta một câu. Để người ta còn quanh chỗ hồng trạch này. Người ta tìm chỗ khác. Đằng này này cứ ai đi quy xong này. Mẹ con. Bây giờ cuối cùng con yêu mẹ. Ôi đứa mấy bà kia còn cười. Để im tôi xem nhé. Được không? Để im tôi xem tỏa các bác xong được. Các bác ơi cứ được không? Không. Cứ được không? Mẹ bác này bác bảo được. Bên này thì mấy các bạn trẻ bảo không. Còn các bác đang có tuổi bảo được. Thôi rồi tôi nghe cả hai bên. Không được. Thôi này. Tôi nghĩ rồi. Các bác ạ. Tuổi tác nó không thành vấn đề. Miễn là ta mãi được về với nhau. Thế thì hôm nay nhân đến Hậu Trạch. Em này gặp được mẹ em. Gặp được người yêu em. Từ bây giờ trở đi tôi quyết định. Quyết định gì con? Xin vào ngành hàng không. Ôi mà hàng không làm gì? Tôi làm phi công. Ôi sao làm phi công làm cái gì? Tôi lái máy bay đi. Lái máy bay. Bà là máy bay đấy. Mặc dù sắp bán sắp vụ đến nơi rồi nhưng vẫn lái. Ôi ông ấy chê tới già đấy. Không sợ già. Già mà đêm nào tôi đủ xà gà 4 cái. Sợ già. Bà là quá đáng hơn. Thế này nhá. Thôi bây giờ các bác ạ, chẳng biết nói gì hơn, xin cảm ơn các bác. Hôm nay em gặp được người yêu em đây rồi, thì nhân dịp chuẩn bị bước sang một năm mới, xin chúc cho nhà Bắc Tiến và tất cả cô bác anh chị xóm Hậu Trạch Nga Thạch thân yêu bước sang một năm mới sức khỏe an khang, giàu sang thịnh vượng, công danh tiến bước, lộc trước đầy nhà, hạnh phúc đậm đà và đô la đầy kép.